xe chở thi hài của em Maria Phạm Thị Quỳnh Anh từ thành phố Hồ Chí Minh đã về đến quê hương giáo xứ Trà Vi, giáo phận Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Đây cũng là giây phút mà gia đình và cả giáo xứ đang ngày đêm trông chờ. Kể từ khi em chút hơi thở cuối cùng trong thành phố Hồ Chí Minh, thì gia đình, dòng tộc và cả cộng đoàn giáo xứ phải sống trong những ngày lo âu chờ đợi ngày em trở về với gia đình, với giáo xứ, với quê hương. Và sau khi đã hoàn tất những thủ tục cần thiết, thì hôm nay em đã trở về. Ngày em trở về mà cả giáo xứ chìm ngập trong đau thương, chìm ngập trong nước mắt. Vì lúc em ra đi thì em còn là một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp, mạnh khỏe, vui vẻ, hồn nhiên yêu đời. Vậy mà khi em trở về thì em lại nằm im bất động trong cỗ quan tài lạnh lẽo một mình. Mọi người ra đón em mà không ai cầm được nước mắt. Ai cũng buồn, ai cũng tiếc thương cho một thiếu nữ đang ở độ tuổi ăn học, một thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, một độ tuổi tràn đầy sinh lực, đầy ước mơ, một độ tuổi đầy ắp những khát khao, một độ tuổi đầy ắp những màu hồng. Em đang ấp ủ biết bao nhiêu dự định. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi em, đang chào đón em. Cánh cửa tương lai đang rộng mở chờ đợi em bước vào. Vậy mà một cơn bão bệnh đã làm mọi kế hoạch, mọi ước mơ, mọi khát khao của em phải dang dở. Thế là mọi thứ đều phải dừng lại tại đây. Cơn bão bệnh đã cướp đi sinh mạng của em. Nó cướp đi niềm tự hào và niềm ước mơ của bố mẹ và gia đình em. Em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, không ai tin là em đã chết. Một cái chết quá đột ngột, một cái chết quá đau thương, làm cho bố mẹ, anh chị em trong gia đình và tất cả mọi người vô cùng ngỡ ngàng, bàng hoàng và xót xa. Em ra đi là một sự mất mát, một sự thiệt thòi không gì có thể bù đắp được. Em ra đi để lại nỗi đau, nỗi nhớ thương khôn nguôi cho tất cả mọi người. Em ra đi để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Thế là từ nay mọi người sẽ không bao giờ được nhìn thấy hình bóng thân quen của em nữa. Trái tim yêu thương của em nay đã ngừng đập. Ánh mắt trong sáng nhân từ nay đã khép lại. Một thiếu nữ khỏe mạnh, năng động và tràn đầy sức sống nay đã nằm im bất động. Thế là kết thúc một đời người. Chúc em ra đi bình an và yên nghỉ bên Chúa. Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử lạn và phục sinh, giáo xứ và gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin em Maria Phạm Thị Quỳnh Anh, sinh năm 2008 tại giáo xứ Trà Vi, giáo phận Thái Bình, tỉnh Thái Bình, xã Vũ Công, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Em chẳng may bị mắc một cơn bạo bệnh, mặc dù em đã được gia đình và các y bác sĩ hết lòng chăm sóc cứu chữa, nhưng vì căn bệnh quá nặng, em đã không qua khỏi. Em đã chút hơi thở cuối cùng ngày 7 tháng 7 năm 2024. Em hưởng dương nơi trần thế 17 tuổi. Xin quý cộng đoàn hãy cùng hiệp ý và thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ mọi nỗi lầm. Xin Chúa mở cửa thiên đàng để đón nhận linh hồn Maria về bên Chúa, là nước hàng sống muôn đời. Lạy Chúa, xin Chúa an ủi, xin Chúa ban sự bình an, xin Chúa lau khô những giọt lệ buồn, xin Chúa ban ơn thêm sức để gia đình tang quyến nhanh chóng vượt qua nỗi đau thương mất mát quá lớn lao này.
Thank you.